Chào mừng các bạn đến với Vườn Ươm Hải Đăng. Hôm nay Vườn Ươm Hải Đăng sẽ giới thiệu với các bạn một giống cây mới hiện đang rất là hot trên thị trường. Đó là cây nhãn tím. Nhãn tím hay còn gọi là nhãn tím Sóc Trăng là một loại nhãn đột biến gen tự nhiên. Loại nhãn này đặc biệt là có nguồn gốc từ một vườn tại Sóc Trăng. Điểm đặc biệt của loại cây này là toàn bộ thân, cành, lá, hoa và quả của cây đều có màu tím đặc trưng. Tuy nhiên ruột quả vẫn có màu như những loại nhãn thông thường khác. Về cái ưu điểm thì nhãn tím thường sai quả hơn các loại nhãn thông thường. Điểm đặc biệt của loại cây này chỉ là chiết cành mới giữ được màu sắc đặc trưng của giống. Gieo hạt có thể lên cây nhưng khi cây phát triển lên cây mang cái màu sắc của nhãn thông thường. Đây chính là điểm đặc biệt hơn khiến giá thành của cây nhãn tím này có giá cao như vậy. Giá quả trên thị trường thì với giá bán là 100.000 đồng trên 1 kg quả. Cái cách trồng và chăm sóc thì cây nhãn tím thì cũng giống như các cây nhãn thông thường khác. Hiện nay Vườn Ươm Hải Đăng đang cung cấp cây giống nhãn tím. Cây được trồng trong bầu ươm, cây khỏe mạnh, sinh trưởng tốt, không sâu bệnh. Các bạn có nhu cầu sẽ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0966 446329. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.